Chúng ta sẽ đến trường hợp tiếp theo là một trường hợp rank Nova 4 của một bạn sinh viên 2K2. Đấy, Thành tên phố là Hồ Chí Minh. Nguyễn Minh Chiến. Thì đây là bạn rank Nova 4, là một mức rank em nghĩ là nó sẽ rất là hợp với anh Dũng. Chuẩn. Đúng. Cái mức danh mà có khi là kiểu anh đã đi bí tít trong bụng các anh em rồi. Rồi, anh Dũng thử đọc xem nào. Em xin kính chào anh Bom và anh Kazima cùng toàn thể 500 anh em đang xem livestream. Chào các bạn đang xem livestream nhá. Em xin được phép trình bày vụ việc như thế này. Vào điểm thấy được các bạn này, từ sau các bạn đừng bao giờ bắt đầu một đoạn văn bằng việc miêu tả thời tiết nữa. Hãy chuyển qua mô tả về tâm trạng của mình, đúng không? Các bạn lại tiếp tục này, vào một buổi trưa chiều nắng nhẹ của thời tiết Sài Gòn ngày 16 tháng 4 năm 2021, không khí oi bức của Sài Gòn đã thôi thúc em vào làm một vài trận set go cùng anh em trong Discord làng mình, à Discord của em đấy đúng Đấy, không? đúng rồi, đúng rồi. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm cho mình một xã phù hợp, à trong đấy mày Đúng chia theo rồi, xã đúng rồi, chia ra anh rồi, ạ. một xã phù hợp, bọn em tiến hành tìm trận và ra một trận map Inferno. Lại Nhưng Inferno. thật bất ngờ, stack 5 bọn em lại được ghép cùng với 5 stack bạn Việt Nam khác. Nhưng điều bất ngờ đó là 5 bạn ấy cũng stack làng mìn như bọn em. Năm ông trong làng mìn Discord gặp năm ông trong làng mìn Discord. Đấy. Tức là đây là gọi là Đúng rồi. cái gì nhỉ? Duyên đấy, Đúng rồi, duyên gọi là, phận đấy. là cuộc chiến nội bộ đây à? Đúng rồi, đúng rồi, Nhưng mà nội tại bộ. sao nội bộ trong làng mìn lại gặp vấn đề gì? Đúng Chúng ta rồi cùng đấy. nghe tiếp. Trò chơi bắt đầu với một vài round đầu. Trận đấu diễn ra rất chi là bình thường cho đến khi bọn em thua sâu 10 round. Nội bộ team em bắt đầu cãi nhau, điều này rất bình thường. Đúng rồi. Như vậy rõ ràng là câu chuyện là một cái sự sự việc diễn ra mọi thứ đang rất bình thường, chưa thấy một xuất hiện một plot twist nào đấy hết. Nhưng em thì khác, em mặc kệ, nhưng cái mặc kệ đó của em lại không phải là mặc kệ mà là em đi check profile từng người một. Đi mà cách hành văn của em mới Nhưng em thì khác, em mặc kệ, nhưng cái mặc kệ đó của em lại không không phải là mặc mặc kệ. kệ. Trời ơi, sao bạn lại đọc văn ở đâu nhở? Sao lại có thể nghĩ ra được cái câu như thế nhở? Cô giáo sẽ rất thất vọng về bạn, cô giáo văn sẽ rất thất vọng về bạn. Nhưng em thì khác, em mặc kệ. Nhưng cái mặc kệ đó của em lại không phải mặc kệ mà là em đi check profile từng người của một team bạn. Bốn bạn đầu tiên bắn chỉ được 95 giờ và em bắt đầu sinh nghi ngờ, nhưng cũng có thể bạn ấy là smurf. Em đã sử dụng các biện pháp để thử nhưng em đến phải bái phục với khả năng của bạn này. Trận đấu kết thúc tỷ số 3-16 nghiêng về đội bạn. Với tỷ số ấy, tình cảm của đồng đội em đã bị sứt mẻ và mỗi người đã một nơi. Kiểu đúng kiểu anh em lên group gặp Đúng nhau rồi, đúng rồi. vui vẻ Vui chơi vẻ, nhau, đúng rồi. thắng thì hôm sau hẹn chiến tiếp, nhưng nếu mà thua thì mày bạn ngu quá, tao không chơi với mày Kiểu nữa. 2 tháng thì hay quá bạn ơi, Đúng mãi bên rồi, nhau bạn nhớ. đúng rồi. Thua phát là thôi, lại cứ bộ phận sinh dục nam văng vào mặt nhau thôi. Lại bắn như cái này như cái kia. Riêng em thì khác, vì nghi ngờ đội bạn có một cái gì đó nên đã bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để xem đi xem lại demo. Cay, Cay chúng chưa? ta gọi là cay Thấy chưa? đấy. Nova 4 mà đã bỏ ra 1 tiếng đồng hồ xem đi xem lại là cũng cay. Em check cả 5 người nhưng lại chỉ có một mình bạn Nothing chơi rất khác biệt. Tâm di chuyển cứ chĩa xuống đất nhưng khi có người lại đặt tâm rất chuẩn và đặt ở đâu có người ở đó. Với tài diễn xuất của bạn với tài diễn xuất Của mình bạn của ấy mình bạn ấy không bao giờ ra chủ động bắt người mà đợi mà thí thi đồng đồng đội. đội xong mới bắt. Khi Khi check demo em lại bất ngờ với khả năng lâu lâu quay vào tường nhìn đi đâu đó của bạn, nhưng mỗi lần nhìn đi đâu đó lại có mặt đồng đội em. Bạn này mày văn vẻ lủng củng vãi đái. cay thật, đọc thật văn đọc kiểu ven. Đấy, xong bắt đầu đây chưa, có mặt đồng đội em phẩy thế mới tài chấm. Em đến phải nể phục bạn ấy sát đất. Bởi vì em một newbie chơi 300 giờ nên em vẫn chưa tự tin vào khả năng check demo của mình. Trong suy nghĩ của em, mọi người trên làng mình đều hoàn toàn trong sạch nên hôm nay em đành phải nhờ sự giúp đỡ của hai anh. Nếu không phải bạn ấy gian lận thì mọi người cho phép em xin lỗi bạn ấy, nhưng nếu đúng bạn ấy thật sự mờ ám, mong hai anh làm việc thẳng tay. Đây là câu chuyện là của Bomben phải trọng trách gấp đôi đây. Đúng. Đúng chưa? Cuộc Nó là chiến câu chuyện không phải là đi nội check bộ. ở đâu xa xôi cả. Ngay trong làng mình. Nó còn ngày xưa nó gọi là câu chuyện là gì? Sơn Hà hạ tắc, xã tắc. Bây giờ câu chuyện là làng mình xã Nhưng công nhận là trường hợp này khá là căng thẳng. Chúng Đúng. ta phải
Nhưng bạn bạn nên học lại cách viết văn. Nó, bạn này nó bị thiếu logic quá. 2002 là 19 tuổi. Đã bắt đầu đến tuổi vào đại học. Bạn mà sao lại văn chết như thế này thì chết thật. Thế này may cho bạn là bây giờ thời đại gọi là công nghệ thông tin rồi, chứ ngày xưa bạn viết thư mà viết thư tỏ tình với gái mà như thế này. Ví dụ như kiểu là em không thể mặc, anh không thể mặc kệ em được. Cái mặc kệ của anh là thế nói kia. Thôi. Bài sớm. Hồi đó thì đây là một trường hợp mà hai team trong group làm miền, làm mìn gặp nhau. Rất ảo diệu. Đây và xin giới thiệu bạn trọng trách nó phải cao gấp vạn lần này. Ok, chúng ta sẽ đến đến màn hình ra. Bá tánh đấy, bá tánh làng mìn, còn nhớ nhớ các bạn bá tánh ngày xưa. Cái thứ một chất. Bá tánh làng mìn. Các bạn nói rất hay. Nothing. Thì đầu tiên thì cứ theo quy trình chúng ta xem qua về profile của bạn. Nothing còn nhìn team hai team thì các bạn anh có thể thấy rõ ràng đây là hai team Việt Nam. Lái chát trên sông Đà. Trời ơi, cái tên nó hay. 100 giờ chơi. Ok. Đấy. Có một friend list giống nhau nhá. Avatar đảo ngược nha. Tức là cũng có một những cái sở tách trên friend đúng với rồi. Nhau, thấy không? Đây là chơi cùng nhau đây. Đúng rồi, chơi cùng nhau xem inventory chắc chắn là chắc không có gì rồi. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy. Xem nào. À cũng có là một tí đỏ đen liên quan đến sticker. Không có gì. Cũng chắc cũng đủ cho mày mở trứng. Link này thì gần như không có gì. Thế cho nhanh. Đây. Ok. Lái cháp trên sông Đà, tên hay thật, tên nghệ thật. Đây chắc là bảo là đấy, nhìn vào trong tường này. Đúng không? Thấy đọng súng ấy. Quay đi luôn. Hơi lướt lướt nha. Bên kia đẩy mít. Này có riêng này. Mít đẩy rồi, mít đẩy rồi anh ơi, mít đẩy rồi đây. Không, tắp tao to lại anh thử xem thôi. Sao? Cái 5 gia coi đấy là có thể 5 gia đấy là có thể mua được đúng không? Mua được anh. Mua được. Mua được chắc chắn là như thế. Ok. Nào, thử xem nào. Ảo diệu luôn. Chết. Vòi vòi. Xong luôn. Nói chung là có một xíu, một xíu, một chút xíu. Các bạn cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Và cái câu chuyện này phải nghiêm túc. Dù gì nó cũng là ba tánh làng mìn nên là làm việc nó phải nghiêm túc các bạn. Đó là ca. Thường những trận đấu như này nó phải đến đoạn cuối trận thôi anh ạ. Thích Văn Ly luôn. Bố mày quay cuồng kinh phết. Ủa bên kia ném quả smoke gì đây. Ủa đôi quả smoke. Có một tí gọi là rất chuẩn. Nhưng mà lại cảm thấy rằng hơi tội lỗi sao. Tức là bạn này đang là chắp nhẹ trên Inferno còn bạn kia là lái chắp trên sông Đà. Ủa. Bật rất chuẩn. Nhưng mà lắc cứ phải lắc cố ra ra ngoài. Đúng. Đặt vào diện nghi vấn anh em hiểu không? Nhưng mà rõ ràng là người trong làng mìn nên là check nó phải kỹ. Khoan đã, như anh bao lại cho anh hỏi chút là trong làng mìn thì các bạn thường cứ ở, nếu mà cứ vào thì cũng tự tìm nhau để tự, chơi. Tự anh ạ, nó là những cái phòng room mở sẵn. Sau đó các bạn cứ vào xong hỏi vào. Là có cho còn slot không cho chơi với à? Anh gì thì tự nói chuyện với nhau, tự chơi. Ok đấy. Ok hiểu. Rất là freestyle. Mà em được report là trong làng mìn có khá nhiều những cao nhân. Nhưng mà thực sự thì cái việc mà check hack hay là ban nick đúng ấy rồi, thì nó không, rất không, khó em không một mình có thể làm hết được. Rõ ràng là cái vấn đề này muốn xử lý phải là do Vale xử lý. Tức là như này đấy. Ngày xưa em xem phim quốc tế em có biết kiểu cứ kiểu là đi thú tội các thứ nọ kia kiểu vậy không, thì em cũng tạo ra một cái phòng, tức là một cái phòng đấy, xong rồi có những cái tức là một cái phòng gọi là phòng xưng tội. Xong rồi các bạn đấy sẽ thỉnh thoảng có một bạn vào ớt một cái Steam bảo anh Bom ơi em muốn quay đầu. Thì đấy thì là mình đã nhìn vào đấy mình biết để biết được những bạn nào đang mong muốn quay đầu trở lại. Cẩn thận có những trường hợp ví dụ như có một bạn 10 nick quay đầu kiểu vẫn chưa hết đam mê với anh. Nên là sau phải mở thêm trong làm mìn là một cái phòng quay đầu. Đúng rồi. Cho bạn nào muốn quay đầu phòng là... quay đầu là bờ. Đúng rồi, hoặc là em cứ đặt phòng đấy là phòng la bờ. Đây, xem tiếp nào. Bạn này là trông kiểu biết Bunny ấy. Bunny kiểu cũng chỉ hai bước thôi chứ không phải Bunny nhiều lắm. Đấy nhá. Ủa,
lùi lại. Lùi quả tín nhiệm lùi nhỉ? Quả mẹ mày lùi không phanh luôn, khéo lùi mượt luôn, đang tiến thì lùi phát lùi thẳng luôn đấy. Bây giờ bảo mày đi trước đi đấy. Đấy, đấy, đấy. Cho bạn pha luôn đi trước là tao cầm súng to đi sau mày đi trước đi bết cho tao. Tâm cứ tập trung nhá. Rất vu vơ. Tâm không đặt đâu cả, không có ý đồ thì cứ để cho mày đi trước thôi. Đấy, bây giờ trên thành lầu nhá, xem nào. Đấy, phải cho mày đi trước. Đấy, còn lần này đi trước rồi. Ui. Đây là một tình huống em đánh giá nó rất là vô lý. Trong sai chưa có chắc. Gì, đúng rồi chưa chắc. Tâm lúc đầu đặt bên trái. Xong đẩy mẹ nó phát lên lầu luôn. Xong lại quay ra check thành lầu. Ừ. Tại vì nếu anh là một thằng check thành lầu, anh phải check luôn. Đúng rồi. Đấy, chứ không có chuyện là anh di tâm vào trong bom anh lại vẩy lên thành lầu. Tại vì sao, nếu mà anh đã chạy đến đoạn này rồi thì anh không phải chích thành lầu nữa. Tại vì nó có pit nhỏ, nó có pit to, nó có rất nhiều góc, đủ thứ để bắn đúng không? Tại sao lại là quay 180 độ lên thành lầu? Hay là nghe thấy một mùi hơi thở gì đấy? Đúng rồi. Đúng không? Thính thì sao? Rất vô lý của này. Ok, tiếp tục đi. Không chích trong bom. Không chích trong bom. Mà trong bên kia lúc nãy vẫn là chỉ là 4v5 chứ đúng không? Không chết trong bom. Mày thực ra là phải chết lại trong bom. Đúng rồi. Đấy. Đã biết đã có thông tin gì đâu. Đúng. Nó là người đi chưa đầu không mà. Không tin gì cả. Đã cứ vần vẩy 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 bắn cả vờ. Đấy đấy. Bây giờ. Không phải ấy gì cả. Động tác động tác thừa rất nhiều. Tăng động vãi luôn. Tăng động à? Thích mùa. Kiểu này giống kiểu bắp gì ấy. Con vết ném smoke kiểu bắp gì luôn. Ok, smoke biết nối. Thể hiện mình là một người biết ném bom. Đúng rồi. Đấy. Lại muộn. Đấy, lên không biết là tâm. Sợi. Múa này, đây xem, này, chuẩn bị đây. Này, xem tình huống. Biết là pin không? Ừ. Biết là pin thì biết là địch. Rồi, bị scout bắn viên. Rồi, giờ múa. Ui, ném lửa pin. Trong cái đó vừa giết một ông trên lầu. Phú rồi, ra là tâm luôn thẳng vào. Định ăn. Nhưng mà rất là tiếc kia là ông nhanh hơn. Đấy. Bắt đầu chúng ta đã thấy những cái dấu vết của những cái sự việc nó không được hợp logic cho lắm. Chuẩn luôn. Nhưng mà lại biết ném bom một vài quả. Đấy, ném bom để che tầm nhìn mít. Flash chuối đàng hoàng luôn. Có thể trường hợp vừa rồi là nghe được tiếng họp bật rung. Chuẩn. Cũng có thể xảy ra được vấn đề như thế. Mình cứ cho là thế đi, mình nghĩ tích cực lên. Tích cực lên. Rất thích múa. Lắc lắc bay nhảy. Rất thích giống kiểu PUBG. Rồng phượng đấy. Đấy, thấy không? Múa đây. Cầm dao luôn. Trong khi đó những chỗ này đi là phải lắc không, đẹp từ tí một. Anh nhìn nó rất là vô lý. Đấy, không như hình như là đồng đội đẩy boiler rồi. Nếu như em không nhầm. Đấy là lý do rất là logic đúng không? Đẩy boiler rồi. Có thông tin ra là cầm dao là đúng. Ok chưa? Đồng đội check rồi. Mình check lại. Diện tí diện. Anh ạ. Chả ai đục ở đấy cả. Đục đấy nó đục lại. Chết cụ luôn chứ không phải đùa. Diễn cầu diễn. Tí. Đây này. Ôi. Đây là một tình huống cực kỳ đỉnh cao. Đúng rồi, tức là nếu mà không bao giờ bắn đằng này. Không có một ai biết ông ông này trong Indo level 10 Mirot di chuyển qua này phải gọi là cực kỳ tín nhiệm. Đúng rồi. Không nằm trong sách giáo khoa, cả hai ông đồng đội không biết nhưng ông này chắc chắn là biết. Nhưng quả này sẽ là quả bóc mẽ ông này. Đây. Quả này là quả bóc mẽ này. Ôi giời ơi. Nhưng vẫn chết, anh thấy không? Đây là một tình huống mà chúng ta khẳng định 100% là hack. Bởi vì chúng ta có thể so sánh rất đơn giản, có ba ông trong tình huống này thì hai ông đi qua đều không có thông tin gì đấy. Ông kia di chuyển rất là khéo. Đấy, đây chúng ta sẽ bách lại tình huống này. Ông kia di chuyển cực kỳ khéo luôn, không một ai biết, nhưng bạn này là người đi sau cùng. Bạn vẫn biết đấy. Chúng ta không cần phải đi đâu xa, đây là một tình huống rất đơn giản và nếu như người có logic là người ta sẽ thể hiện là mình em về luôn. Cái bạn đi vào 10 đi. Đây cái bạn đây vào 10, bạn di chuyển khéo lắm anh ạ. Đấy. Đây nhá, xem nhá. Đấy, đỉnh cao luôn. Như bạn kia biết. Đấy, đây này. Con này là hai ông đi qua số mốc nhau mà. Đấy. Đây. Đấy, từ. Ok, bây giờ bắt đầu lên lầu mà. Đấy. Đúng rồi. Kia đi xa lắm. Cứ xem đi. Đi xa lắm. Xem đây là lại gấp về. Bách về này. Bách lên. Nghe tiếng này. Đấy, anh nhìn không? Ok, còn đang lên lầu cơ. Đây. Em phải để tốc độ. Đấy, anh nhìn không? Bạn tin được lên đúng không? Đây chúng ta sẽ đến với từng bạn nhá. Đấy. Đây. Là bạn Ki đang lên mid sau. Bạn bạn Kết thì đứng quả này là đi chỗ này. Đấy, bạn Kết. Đấy, bạn Fallen thì đang kê đây. Thế là đấy, tất cả là không có ai biết. Ông này đứng ngay cạnh này. Đấy, ông này
không nhìn thấy gì, ông kia thì đi qua có smoke rồi. Rồi đấy, ông này đang kêu này vừa quay tâm đi thì bạn kia đi qua, nhưng mà rất đáng tiếc mày đã bị bắt, tao là nothing, tao biết. Đấy, đâu một ông đi qua smoke, hai ông đi ra bồi lâu, ông kia lại còn vừa bỏ tâm đúng đi rồi. Nhưng không, tao biết, tuy nhiên thì tay của bạn Mirrors lại to hơn. Ừ, thế nên chúng ta có thể kết luận được một chút. Khoan đã im. Thế thì nó sẽ có một cái điểm hay như này, anh sẽ nói với em. À, các bạn ấy dùng Discord rồi thì nó không có voice trong này. Có. Dùng Discord. Ừ. Nhưng chắc chắn đây là một tình huống sống cá nhân. Tự mình nếu mà kiểu, report nếu mà, ra đúng thì rồi. Sẽ bị lộ. Lộ. Tại vì tại sao mày biết được cái tình huống nó ảo diệu thế? Đây là một tình huống em thề với anh nhá. Trong chuyên nghiệp gặp nó còn nếu khó. Nếu có. Tại vì nó rất hiếm khi xảy ra. Và nếu mà ông check lại quả này thì ông cực kỳ vô lý. Đúng đấy. Rồi. Não to thì cũng không check lại. Bọn pro cũng không bao giờ check lại được quả này. Nhưng bạn này có thể làm được một cái tình huống cực kỳ hiếm gặp. Với một cái logic của bạn ấy rất là vô lý. Chuẩn. Anh đang định nghe xem là bằng voice nó có thông tin gì bạn ấy, hoặc là không, bạn này nói demo, những gì. Demo 64 tích thì cũng không có voice. Thật ra là câu chuyện như này. Voice không phải là để, tức là mình thì mình khẳng định bạn này là mẹ mày mùi lắm rồi. Tức là xem bạn ấy diễn như thế nào. Hiểu ý anh không? Tức là xem cách diễn như thế nào. Bạn này này cái những cái động tác của bạn ấy nếu mà như thế là gọi là thuộc dạng diễn sâu ấy, nhưng mà cũng thôi. Cũng cố diễn. Ừ. Nhưng mà lại không biết là lúc nào nên diễn lúc nào đúng không. Rồi. Nhưng mà đây là thật, nói thật nha, những cái tình huống như thế này không bước ra không được, không quay về để bán không được. Bây giờ mình biết thông tin rồi. Anh ơi đang thua 4-0. Đồng đội không biết thì rõ ràng là mình đang thắng 4-0. Đang thắng 4-0 quên mất thì thế nhưng tình huống này phải diễn sâu một tí. Rõ ràng đồng đội không biết sao mình lại biết. Ui, hay là bạn ấy định gọi là một trường hợp vô tình xảy ra, là tự nhiên tao lại tình cờ tao lại đặt tâm như thế. Nhưng đó là một tình huống rất là vô lý. Tại vì khi mà đồng đội đứng như vậy thì không bao giờ người ta làm như vậy. Thật sự luôn là còn 3-4 người đã đi qua chút đoạn đấy rồi. Xong một mình ông mò lại. Thế mà vẫn bị ông Virus lại bắn chết hai người. Đấy. Sợ thật. Úi dồi, chết hết luôn. Một pha di chuyển rất là khéo. Vậy bạn kia cũng không tính được cái trường hợp là đối phương lại có một tình huống nó di chuyển ảo diệu như thế này. Mình thì cũng làm theo bản năng thôi, mình thấy người thì mình ra mình bắn thôi, mà cuối cùng lại thành lộ ạ. Đây rõ ràng tôi thể hiện cái khả năng ném flash của tôi, nó điêu luyện như thế này, nó chuyên nghiệp như thế này mà. Đấy, tôi biết ném smoke như thế này mà, giống y hệt PUBG mà. Đấy, bom mìn tôi thuộc hết. Nhưng mà tôi lại để một cái trường hợp nó rất là ảo diệu xảy ra. Ê, đẩy lầu. Ê. Anh thấy không? Rõ ràng thằng này đứng kê trên lầu rồi. Không, đây nha. Có một thằng đồng đội trên lầu rồi. Không một ai biết ông kia đẩy lầu. Đến cả ông ngồi kệ không biết. Nhưng riêng bạn này là bạn này đã quay tâm lên rồi. Cái link gì đó ở trên lầu. Tức là ý anh là thằng đồng đội đã ở đấy rồi thì quay tâm lên lầu làm thì cái gì nữa. Lại còn có một ông đang đi đường lầu đầu kia kìa. Anh nhìn thấy không? Nhưng ông này vẫn quay lên trước lúc ông kia bắn chết cơ. Đấy, có một cái link cả nhẹ nhẹ gì đó. Đấy, hay không? Vẫn kê nha. Nhìn cho có. Đây chuẩn bị kê xuống dưới đây. Tay hơi bé. Nhưng mà gua nhưng không êm. Đúng rồi, gua nhưng không êm, nên đấu skill vẫn thua đấy anh. Đúng rồi. Linka. Không phải, nhưng mà em có công nhận là xem mấy cái ông diễn này xem nó hài. Xem nó buồn cười. Thực ra kiểu trình độ nó chưa đủ để diễn. Đúng rồi. Thế nên ra nó diễn nó cứ bị ngờ ngạch cái kiểu nó gì. Nó không biết là lúc nào nên diễn lúc nào không. Thế nên ra nhiều lúc nó cảm thấy là nó đang diễn rất đạt. Nhưng thực ra là nó đang là diễn đúng nghiệp rồi. Dư. Chuẩn. Bạn tưởng diễn sâu nhưng mà ra. Thấy không? Anh thấy không? Đây này, quả này là quả điển hình. Quả này em giải thích cho anh, quả này rất buồn cười luôn. Đâu. Đây. Đây một trường hợp tâm lý mà bạn nên đang phải đấu tranh tâm lý của bạn ấy rất là nhiều. Nặng nề đúng không? Nặng nề. Đấy. Chúng ta xem nhá. Đấy, đúng không? Có quả smoke đúng không? Bạn ấy tanh lên rất là dứt khoát thì có một quả lửa ném ra. Đúng rồi. Quả lửa đấy rất là thâm. Quả smoke như này mà quả lửa nó vẫn cháy được. Đấy, để em cho anh xem một cái góc quay này. Đây. Anh hiểu vấn đề mày muốn đây rồi. Đấy. Nhưng lại biết có thằng họ đang kê mình. Đây quả lửa này không hiểu tại sao nó lại vẫn cháy được. Lọt khe quả này lọt khe. Thì lại nhìn vào tường của này lại thấy thằng họ đang kê mình. Thế cũng làm thế nào, nhưng mà lửa lại đốt nó đít rồi. Nóng quá thì quay lại để nhìn quả lửa để xem chạy chỗ nào để không dính lửa. Thì quyết định là không ra, bởi vì thấy thằng họ đang kê mình rồi. Bản thân em mình thấy quả lửa đây, anh em mình giạt mẹ ra rồi, đúng không? Nhưng mà phải công nhận bạn kia ném quả lửa này là quả lửa bóc hết bóc tất cả toàn bộ lột trần cái con người này ra, đỉnh thật chuẩn luôn. Quả smoke như này mà quả lửa lại không bị xỉ lọt khe đấy. Em sẽ back lại một lần nữa để anh nhìn cái góc nhìn của bạn này,
bạn ấy nó phải đấu tranh tâm lý dằn vặt lắm. Ờ, tức là đéo biết, tức là nhớ bình thường anh em mình thấy nhìn thấy quả lửa ở đây, thịt mẹ giạt vội ra đây còn né đéo. Đấy, đây đây, các bạn nhìn này. Đúng rồi, lửa thì phải nhảy qua luôn thôi. Đúng rồi. Không nó bị đốt đít thì chỉ lao ra. Đây đây nhìn nhìn. Trời ơi, biết đây. Biết. Ôi, rồi. Đây là đấu tranh tâm lý không biết làm thế nào. Thì thôi đành này, không quả đấy bị quay mông, không định bị ra, nhưng mà bị thừa mông. Quả đấy là không định ra, đúng chỉ rồi. Định quay ngược lại để nhìn thử quả lửa xem nó chuẩn nó, luôn. Chỗ này nó có cháy tới hay không? Chuẩn. Thì lại bị bắt chết. Ừ. Quả đấy đấu tranh giặt vặt tâm lý lắm ấy. Ừ. Quả đấy anh có thể gọi là quả lửa chu, quả lửa sự thật. Chu. Chu Molito. Thấy anh đâu? Đi kê ọp nhá, bên này kê ra, kê đặt trước kê. Đấy, thấy kê ọp nên ném quả smoke che tầm nhìn đối phương. Rồi, chuẩn bị. Thôi bỏ, nó kê đẹp như thế mà đồng đội giết được ai kìa. Chuẩn bị ra, lên phát trích pit luôn. Đến giờ bắt đầu múa rồi. Ôi. Biết đây là quả này thì thực ra là lý thuyết là biết là pit. Ừ. Đấy, nhưng đồng đội lại giết được. Ôi, thấy chưa, giá ra. Quả này biết pit, quả này biết pit. Đấy, đồng đội giết được. Ôi, cái gì? Múa. Đấy. Này thực ra là không phải biết bunny, này là dùng cái tool này nó hỗ trợ bunny luôn. Ừ. Chứ không phải là này biết bunny. Dùng núp này kìa. Nam trồng đội đấy, cái kiểu. Khó nó đâu. Đây diễn giờ tình huống khó. Đây tình khó. Đây giờ khó này. Đây là lúc mà cần. Đây là lúc cần là cần những người có kỹ năng đặc biệt đây. Phát huy đi, đây. Rồi. Đây rồi. Đây rồi. Smoke, chắc muốn nhặt gì đấy. Đây cũng không mắc 10. Ừ. Nhặt cái gì bây giờ? Đây, cũng quả đầy Segmit khá là tín nhiệm đến từ bạn Chiến à? Đúng không? Chiến đúng không? Ừ, chiến. Đấy, bạn Chiến. Đấy, bạn đây. Chiến đẩy quả hơi bị chiến luôn. Đúng rồi, rất chiến luôn. Ừ, nhặt bom. Kéo nhặt chưa bom nhặt, luôn. Chưa nhặt bom. Đấy, để xem đi lên còn móc ngược lại bạn đẩy Segmit 2 sao? Ui. Di chuyển. Ôi, tâm nó rúi đi xuống kìa. Ui, tâm khát khao. Đây, để ta xuống, Nhảy. Thấy không? Cái tâm gọi là tâm khát khao đấy. Ờ, khát khao lắm rồi. Thèm lắm rồi. Mãi mới toàn cái kiểu đấy. Mẹ mày. Cứ gọi là, tức là, ở đây câu chuyện là như này. Cái động tác này sẽ phân tích cho em vì sao mà có câu chuyện nhảy mãi đeo lên được. Tức là nó sẽ nghĩ rằng là tọt xuống đất ta phải bắn đằng kia luôn. Đúng rồi. Nên là nó bị dối. Đấy. Các bạn thấy không? Tầm khát khao lắm. Và đấy là bạn kia quắc một con đường rất là dài. Nhưng bạn này thì cứ đâm đầu, cứ nhìn vào tường thôi. Tao biết hết. Tao không có gì biết. Quả này cũng thuộc dạng kiểu chúc mừng năm mới đấy. Xuống phát nhảy xuống bắn luôn. Bắt đầu múa này. Ôi giời. Đấy, bên kia về A. Ôi, nhìn thấy rồi. Thôi vào bê. Đấy, đồng đội cũng quắc vào B, trông nó logic. Đấy, căn bếp đàng hoàng. Hacker lại thuộc dạng là hacker lại có học hỏi nhá. Tức là như này cơ, anh sẽ phân tích cho em như này. Bao lại anh sẽ phân tích cho em vì sao có những cái trường hợp lại bầu hơi thương lý bí cùng như này. Tức là anh cho rằng những cái câu chuyện mà các bạn ấy sử dụng hack nhưng vẫn phải cố diễn, tức là vẫn bầu hơi thương lý bí cùng, tức là sao? Khi năm bạn này vào trong lobby của làng mình, đúng chưa? Thì bạn Nothing này sẽ ở trong cái stack này. Và bốn bạn này vào, nếu gặp trong trường hợp gặp stack Trung Quốc và bọn bạn Nothing này bắn rất tốt thì ui hay ông ơi, ông bắn tốt quá ông ơi, lần mai anh em mình chơi tiếp nhá. Nhưng vô tình lại gặp ở một cái xã khác trong làng mình của em, thế bị... nên phải diễn. Phải diễn, tức là câu chuyện đó phải diễn. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà bình thường, tức là ông này sẽ không phải là người biết diễn. Tức là nếu mà một người có kỹ năng diễn nó sẽ diễn không tệ như thế này. Nhưng bạn này vô tình lại gặp bên Trung Quốc thì vô tình gặp một cái stack đúng Việt Nam thì câu chuyện nó mới là bầu ơi thương lấy bí cùng đấy. Dao này tao rút mác, dao kia tao lại rút dao. Biết trước nhưng tay yếu. Đúng rồi. Bắn phát vào mặt luôn. Thấy không? Chuẩn không? Cái tâm lý tội phạm ở đây là như thế. Trường hợp này thì mình cứ đưa lên cho anh em report thôi, đúng không? Đúng rồi. Mà một trường hợp đấy, đúng như bạn kia gọi là report chuẩn đấy. Anh đang mua, cái này là mua nhá. Ừ, cái nick này rất là mới. Cái coin này, đây này, cái này là mua nick, đúng không? Ừ. Đấy, sau bắt đầu dùng hack. Mà thế này tôi lại rất là bi quan với những cái người cùng để avatar với bạn này. Rất là bi quan. Thôi hoặc, mình không nói đến, không mình không nói đến. Có thể là lobby. Ừ. Đấy. Nhưng mà Liverpool 43 đẳng cao rồi, mình không nói đến ở đây. Nothing đó là của em. Ừ. Vì cùng trong làng mình, em tự xin thú nhận rằng trận đấu đấy anh vừa trích được mù, em đã sử dụng World Hack một chút. Tuy nhiên nếu các anh em đi đây. Việc này về nó đi xa đấy nhỉ? Giờ phút tâm sự, phút chảy lòng. Đây. Tuy nhiên nếu các anh cũng nên nghe câu chuyện từ phía em. Ngày hôm đó em chơi 5 trận mở liên tiếp. Và cả 5 trận đó đều gặp hack. Trong đó có 3 trận speedbot. Vì vậy
em đã quyết định tải phần mềm hack về để trừng trị các cái tên hacker trong MM. Nhưng mà lại trừng trị. Em cho rằng việc làm của em là không sai. Và em cũng không hề hối hận vì đã hack. Vì thế em đề nghị anh Bom và các anh em viewer không report em. Vì em chỉ đang làm công việc chính nghĩa là counter lại hack. Khác, em xin donate một ít sao và share stream của anh. Đổi lại, anh Bom không đăng link stream của em lên kênh. Em xin cảm ơn. Chúc các anh một buổi ký sinh tranh hack vui vẻ và thành công. Em vậy dùng hack để counter hack nhưng em lại counter người Việt Nam. Đây là tôi sẽ nói câu chuyện ở đây như này. Mình cũng không bỏ qua cái tên, mình không link fake link của các bạn. Các bạn đừng có câu chuyện gì vào Facebook cá nhân của bạn đấy. Ok. Vấn đề ở đây câu chuyện là quay đầu là bờ đúng không? Có tự thú. Đúng chưa? Đồng ý ở đây phương án là gì? Là mình tha cho không đưa link lên. Đúng không? Tức là quay đầu là bờ, tự nhận, đây là có tự nhận nhá. Mà trong trường hợp này, anh sẽ phân tích cho em thấy là này, viết được một đoạn dài như thế này là khi anh em mình đang check là đã chuẩn bị sẵn một cái văn tính như gì cần ruột. Tức là ngay khi anh em mình confirm phát là enter. Nhưng mà đây mình sẽ có cách nào mà bỏ cái thông báo sao sủng các thứ này kia để không lộ Facebook bạn đấy không? Không bỏ được cái này, không bỏ được. Thế thôi, Donate ok. Thì nó đã chạy qua rồi thì không bỏ tức được. Tức là ở đây nhá, câu chuyện là tơ không còn biết các bạn counter như thế nào, nhưng đây là trường hợp một cái cây mà bọn mình nó tương đối lạ. Thì đồng ý phương án là mẹ mày. Em theo em thì sao? Thôi em là bạn ấy tự bóp giấy bạn ấy chứ em biết làm thế nào nữa. Bây giờ bạn ấy donate lên hẳn này thì thì mình cũng thì thôi. Tức là ok là đồng ý. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm như thế thì những cái bạn bị hack bên kia thì lại ý kiến như thế nào? Năm bạn bị hack lại là năm bạn Việt Nam. Giờ xử lý thế nào anh? Khó nghĩ. Thế là kiểu Trung Quốc thì nói khác, rồi gặp đúng đám ông rồi, còn đám ông là mình nữa. Nhưng mà tại sao gặp đúng người Việt Nam rồi thì không cắt đi? Thế đấy. Em không biết. Tại còn sao lại check lại bên kia xem có nick nào Việt Nam không? Năm ông Việt Nam, năm ông ở trong group Discord sao lại không có Việt Nam đi Việt Nam anh? Bên kia là năm ông Việt Nam. Đấy, đây này. Bên kia là voi bot Google chiến vn.setgo.com nhá. Đấy, thấy chưa? Mitru đấy, rõ ràng là bạn đang có một ngày buồn. Nên bạn phải buồn là có thêm 5 và đến 10 thằng nó buồn như mình. Thế thì bây giờ cái vụ việc này nó khó nhá. Thực ra thì nếu mà bây giờ anh làm như thế kia nó giống như kiểu là một tình huống kiểu va chạm trong bóng đá rất là căng thẳng, đúng không? Nhưng mà xin lỗi. Sau đó thì anh lại chọn cho họ là chỉ thổi phạt, không rút thẻ. Thế người ta đạp gãy chân đồng đội chẳng hạn. Thế lúc đấy thì bắt đầu lên báo chí. Thì bắt đầu anh mới kiểu thấy căng quá, bắt đầu lên đoàn để vào xử lý. Thế rõ ràng chuyện nó lại đã rồi và anh đang tạo một cái thói quen rất là xấu. Đúng không? Mà chúng ta không thể như thế được. Được. Đúng không? Vậy thì câu chuyện là sẽ là như thế này. Nghiêm cấm những tình trạng mà sau khi donate xong mà các bạn lại đi lục lại Facebook cá nhân, cái đấy là rất tệ. Và ở đây bọn tôi không cổ suý, nếu các bạn làm trường hợp như thế nữa thì chương trình này ngay lập tức dừng lại. Chúng tôi không làm, còn Nick Steam vẫn report. Đúng rồi, Nick Steam phải report. Còn trên Facebook bạn là ai tôi không quan biết tâm. Nha, tôi không biết đúng nha rồi. Và tôi cũng không để ý, tôi coi như tôi không biết cái tình huống vừa rồi. Chắc chắn là cái nick này là bạn mua đúng. Nên đâm ra là bạn có thể mua một cái nick khác nữa. Được rồi, để bà hãy sống đúng với mình. Đó. Còn bây giờ thì tôi không thể chấp nhận cái lý do đấy được. Đúng. Bởi vì bạn có một ngày buồn thì bạn lại làm thêm cho 5 anh em Việt Nam khác cũng buồn theo thì đúng là chịu. Đúng rồi, được. Thôi đẩy lên đi. Thôi mình không còn biết các bạn như nào nữa. Mình cứ đẩy lên cho hoàn thành trách nhiệm người cầm súng. Đúng rồi. Đúng không? Liêm khiết lên. Đặt tay lên tim xong rồi đặt tay lên tim. Đó. Mong rằng bạn cũng không nên mất công mất công cao tơ hack làm gì bạn ạ? Đúng rồi, cao tơ hack làm gì? Văn văn này nó ở trên VNCSGO cũng khá nhiều rồi. Thôi, tôi lấy luôn là Steam ID 64, tôi đưa lên cho nó nhanh. Tí đỡ phải bảo là đổi nick hay là gì đấy. Anh ạ, đâu đâu. Cho nó dễ. Cái nick cái link nó sẽ không thể đổi được. Trường hợp này đúng là tức là tôi chỉ buồn cười trường hợp là ngay khi anh em mình cần phương pháp đi mẹ enter kiểu phải dài. Phải chuẩn bị dài vãi đái rồi đỉnh, tức là có sự chuẩn bị rồi nhiều gì mà này
suy nghĩ sai lệch thật sự luôn. Ừ, đúng rồi bạn này. Thật sự bạn 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 nên suy nghĩ lại vấn đề thật. Cuộc sống. Ừ. Bạn suy nghĩ thế này sau này bạn ra cuộc sống chết, chết. Giống như kiểu bạn thật. Ra cuộc sống bạn bị bạn một cứ thằng đi cao tơ suốt ngày à? Bạn, bạn cao không bạn, thể cao tơ được. Bạn bị một thằng nó đấm nhưng bạn lại ra đường bạn lại tìm thêm năm đúng thằng khác bạn bạn đấm đấm vào mặt nó. Trời ơi. Mà trong khi đó nó không làm gì bạn. Thế thì cuộc sống đúng xã hội sống. Này nó lại đầy rẫy những đúng tội lỗi rồi. Đúng không? Không nên làm như thế bạn ạ. Ừ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển về màn hình chính. Trường hợp này thì tôi đã post link lên rồi đấy, anh em tự xử. Một vụ việc đầy mẹ mày nhưng mà cái không cái vụ việc thì nó rất bình thường cho đến khi đúng, những cái tình đúng, huống đúng, cuối kiểu, cùng đúng không? Đúng, đến anh em ui, mình này, cũng này, bất ngờ. Tao chỉ kiểu tao thì mày mày vừa nói đến cái câu gì? Thôi được rồi, tao rồi, xong rồi. Tôi đưa link cho các bạn. Enter tình tình. Không, em thật sự là từ lúc em làm check cách đến giờ, mùa này mùa thứ 5. Đây là lần đầu tiên trong đời có một bạn trực trên kênh. Có một bạn tự tin đến mức là public mọi thứ lên nói luôn em là tại sao em làm và một mong chút, rằng là anh đừng report em. Vâng, nhưng mà thôi bỏ qua vấn đề đấy đi. Đây là một cái điều em rất bất ngờ ấy. Ừ. Đây là lần thôi. Đầu tiên sau 5 mùa em gặp phải trường hợp này em cũng sốc. Anh Dũng thì có một tình huống là định du đi chọc qua. Là... Nhưng sau em cũng đặt cho anh Dũng một cái câu hỏi đúng, là đúng, đúng. Ngược lại. Đấy đúng không? Đấy. Rồi, thì em ra okay. Nó rất là căng. Thôi bỏ qua trường hợp này đi. Anh rồi, em muốn làm cốc nước đi. Ủa, anh cũng mẹ mày toát hết cả mồ hôi. Thôi rồi anh thấy thôi. Quá hết cả mồ hôi.